Đây mọi người, em là lên tới nơi này. Cây dòng Trường Sơn này thì ít cây thơm, mùi thơm lắm mọi người. Mà cái này thì được mùi thơm này. Vừa mới mưa mà vẫn thơm nha cả nhà. Đó, cái này là thật tình luôn. Mọi người ai muốn chơi Trường Sơn mà dòng hoa thơm thì sưu tầm chỗ này em này ngay nhá, và lập tức luôn. Đó, không là anh em chị khác nó họ sẽ sưu tầm nhá. Nói chung là ai nhanh thì người đấy được thôi. Và anh chị cảm thấy ok thì cho em một like, một đăng ký nha cả nhà nhá. Và đừng quên bỏ lỡ nhiều video là hãy ấn chuông nha cả nhà. Đó. Cái này rất là thơm này. Đó, cái này là em thì người rất là thật thà luôn, bao mọi người bao chuẩn luôn nha. Cây cực kỳ thơm nha. Bây giờ em sẽ lấy thế này, lấy nguyên bản, tại vì cây này thơm thì phải cố gắng lấy nguyên bản thật là được luôn. Đó.